Thank you.
Dạ vâng, một lần nữa xin được chân thành kính mời quý thầy cô giáo, các bậc thầy giáo phụ huynh cùng với đoàn trường trung học cơ sở Minh Hà. Xin mời các thầy cô sẽ được di chuyển đến vị trí hàng ngang đầu tiên ạ. Xin được nhắc các bạn học sinh lại một lần nữa, xin mời tất cả các bạn chúng ta đang đội mũ nón và đeo khẩu trang. Xin mời các bạn sẽ hạ hết mũ nón và khẩu trang xuống ạ. Xin mời các bạn học sinh đội trường trung học phổ thông Thượng Tú, xin mời các bạn di chuyển đến vị trí chân dưới và vị trí ngay phía chân dưới ạ. Xin mời các đồng chí hướng dẫn của chúng ta trường trung học phổ thông Thượng Tú. Xin mời di chuyển các bạn học sinh đến vị trí chân dưới để chúng ta hết chờ trong chương trình Minh Hà tổ chức lễ khai trường đã tổ chức. Xin mời về phòng viên sẽ phân hương và phát hương cho quý thầy cô giáo, các bậc đại diện phụ huynh và đại diện của các bài học sinh của quý đoàn trường trung học cơ sở Minh Hà. Dạ vâng, hôm nay thì ban quản lý di tích thành phố Chí Linh rất trân trọng và vinh dự được chào đón quý đoàn trường trung học cơ sở Minh Hà, các thầy thân và thân nhân của đoàn thầy. Ban quản lý xin được thông báo về lịch trình làm việc của đoàn trường chúng ta về ngày thầy như sau. Phần đầu tiên, ban quản lý sẽ tổ chức lễ dân hương thượng tế cho quý đoàn trường, sau đó sẽ giới thiệu thuyết minh về thân thế và sự nghiệp của thầy giáo Chu Văn An. Và sau khi kết thúc phần thuyết minh, ban quản lý xin được trân trọng kính mời quý đoàn trường sẽ cùng tham quan tại khu di tích lịch sử văn hóa đền thờ thầy giáo Chu Văn An. Và quý thầy cô, các bạn học sinh có nhu cầu muốn xin chữ xăm đỏ để cầu lộc cầu tài cho đền thầy, sẽ cùng di chuyển xuống đền Trần Điện Đức Quang để chúng ta sẽ xin chữ cho đền thầy. Đây chính là một nét đẹp văn hóa tâm linh đặc trưng tại đền thờ Vạn Thế Chi Địa Chu Văn An. À chưa nhỉ? Dạ vâng, mọi người thích chuẩn bị của quý đoàn trường trung học cơ sở Minh Hà đã hoàn tất. Xin chào tất cả các thầy giáo, cô giáo của các em học sinh của trường trung học cơ sở Minh Hà. Để bảo đảm sự nghiêm túc trong buổi lễ, thì ban quản lý di tích đền thờ thầy giáo Chu Văn An có một quy định thế này. Tức là chỉ làm lễ thì phía dưới không được một tiếng nói chuyện, không có một học sinh quay ngang quay ngửa. Đấy là nguyên tắc bất kỳ bất dịch tại đền thầy. Bây giờ tất cả hai tay chắp trước ngực hướng lên đền, trật tự nghiêm túc và thành kính trước anh linh thầy. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời nhà giáo Nguyễn Hữu Quyết, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường đứng lên phía trên làm chủ lễ. Lễ dân hương tưởng niệm Vạn Thế Sư biểu Chu Văn An bắt đầu. Hải Dương tỉnh, Chí Linh thành phố, Văn An phường, Thượng Hoàng Sơn tối linh bản địa. Núi Thượng Hoàng muôn ngọn lưu thi, không
một bề ngàn thu sóng vỗ, một vùng tố khí tinh linh, vạn thở danh thơm bất hủ. Quy viên đổi mới, biết ơn các bậc tiền bối mở đường. Đất nước mạnh giàu nhớ công bao đời tổ tiên tạo dựng. Kính cáo anh linh đức thánh văn kinh, vạn thế hư biểu đại việt tiên nho, tứ thối nho sinh đại học sĩ, tư nghiệp quốc tử giám trần triều công khanh, tính tiên quý an tối hư thượng đẳng tôn thần. Kính cáo liệt vị chu gia thánh phụ thánh mẫu đồng lai thượng tọa, kính cáo sơn thần thổ địa bản cảnh thành hoàng, bắc quan công đồng tả hữu phụ tự nhất thiết liệt vị y linh, tại thượng hoàng sơn tối linh từ bản điện. Hôm nay con cháu đại việt loài tống lạc hồng, đoàn đại biểu cán bộ giáo viên đại diện phụ huynh và học sinh trường trung học cơ sở Minh Hà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, do nhà giáo Nguyễn Hữu Quyết bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường dẫn đoàn, về trước cửa thầy kính dâng nén hương trầm tưởng niệm. Nhớ tiên sinh kia, nề nếp lo ra thiên tư vĩnh ngộ, bao năm nghiêm khắc sửa mình, trọn đời giữ gìn đức độ. Thiết tháo thanh cao, uyên bác hơn đời, thế tôn sư gốc sức dạy học trò, nguyên khí đắp đời quốc ta trăm họ. Như hoa mai giáng trúc, nơi đồng quê rừng suối vẫn ham về, giữ tiết sạch giá trong, chốn cửa mận tường đào không muốn ngô. Tài đức bậc minh quân đón mời, thanh liêm lũ quan tham khiếp sợ, trong trường giám dày công rèn sĩ tử, mong mở mang nền văn hiến nước Nam. Sắp chính sự dựng kỷ cương, mong giữ vững thái bình xã tắc. Với tâm can nhiệt huyết, với phẩm chất chính trực thanh cao, với khí phách kiên cương rắn chắc, trồng người gieo sáng đạo học nước Nam, muôn thuở vinh danh đời đời ghi nhớ. Hôm nay ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Hợi, trong tiết mùa thu, giữa cảnh nước non thanh bình thịnh vượng, tưởng giang sơn gấm vóc nhớ công ơn tiên tổ xây nền, chúng con tâm thần gấm thanh lễ vật quả ngọt hoang thêm, kỹ dân lên thầy học muôn đời, bậc tiên hiệp dân nhân đất Việt. Cầu mong vạn thế hư biểu sống xoay, văn chứng tâm thượng đẳng thần phù hộ, cho con cháu lạc hồng thân tổ dũng quyền, làm rạng rỡ luôn sông đại việt, nuôi trần thế toàn dân thịnh vượng, Hà Nội bốn mùa hạnh phúc an khang. Để trường trung học cơ sở Minh Hà chúng con vinh danh hiển đạt, đoàn kết dạy hay học giỏi thi tài, để năm học 2019-2020 đạt kết quả cao, để nhà trường luôn đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc, mọi việc của trường đều được viên mãn hanh thông, có nhiều giáo viên giỏi, học sinh giỏi các cấp, và 100%
học sinh khối 9 của trường năm học 2019-2020 thi đỗ vào các trường trung học phổ thông theo nguyện vọng. Lòng thành xin được kính linh, cung bái anh linh vạn cổ, cung bái. Xin tội kính mời nhà giáo Nguyễn Hữu Quyết thay mặt cho nhà trường lên dây hương. Trân trọng kính mời các thầy giáo, cô giáo đại diện cho nhà trường, đại diện cho các lớp lên dâng hương. Trân trọng kính mời đại diện các bậc phụ huynh học sinh lên dâng hương. Xin mời các em học sinh đại diện cho các lớp lên dâng hương. Sau khi dâng hương xong, các em tiếp tục quay trở lại vị trí cũ. Chương trình tiếp theo, chúng ta được nghe giới thiệu đôi nét về thân thế sự nghiệp của thầy giáo Chu Văn An và cô Nguyễn Thị Quỳnh Hoàng. Chúng tôi xin giới thiệu Thuyết Minh Viên Phạm Duyên. Xin một tràng pháo tay cổ vũ cho Thuyết Minh Viên đặc biệt. Vâng, xin được chào cảm ơn quý đoàn trường, kính thưa quý thầy cô giáo, các bậc tiền giáo phụ huynh và các bạn học sinh. Vừa rồi quý đoàn đã được tổ hợp với lễ dân hương trên phố theo nghi thức truyền thống của đền thờ Vạn Thủy Sư Tử Chu Văn An. Và giờ đây Thuyết Minh Viên xin được giới thiệu đôi nét về thân thế và sự nghiệp của thầy, cũng như toàn thể dành thành lý tượng rằng thân trường tăng an thầy Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương. Cảm ơn kính thưa quý đoàn, nơi mà chúng ta nên tình thân và giáo học và rất là thành lý tượng này. Các con công đức 100.000 đồng.
Mã Yến, thành phố Sơn La 100.000 đồng. Nguyễn Thế Lực, thành phố Sơn La 100.000 đồng. Nguyễn Trần Tuấn Anh, 100.000 đồng. Dương Quốc Bảo, nhưng mà khẩu nhau cô là được. Xong mình là chưa có một kia nha.
Đi em nói chuyện nhé. Em đi đây, cảm ơn em. 25, 26 anh lại. Rồi, vâng, vâng, em được. Cảm ơn thầy ạ. Được rồi, đi đây. Tạm thời hiệu trưởng. Cảm ơn thầy nhé. Chào. Thông báo với tất cả các học sinh trường trung học cơ sở Minh Hà, mời tất cả các bạn di chuyển nhanh chân ra vị trí xe tập kết của mình để chúng ta di chuyển ra vị trí tiếp theo.